Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Phụng đi chợ, Phụng mua một chút xíu hải sản về ăn. Thì hôm nay mình sẽ đổi một tí xíu nhé. Đó. Để coi là Phụng mua gì cho bữa ăn hôm nay nha. Mua hải sản. Đây là có ốc. Xin chào. Xin chào. Mọi người. Mọi người. Con. Yêu. Yêu. Mọi. Mọi. Người. Người. Lắm. Lắm. Ok. Còn đây là một tô cơm. Mình sẽ cắt nó ra rửa nó nha mọi người. Đây ốc thì giống như là ốc gạo á mọi người, mà không biết có ngon không, để mình thử nha. Ở bên đây thì nó không có bán đồ tươi, cho nên là mỗi lần ăn thì phải mua đông lạnh vậy không mọi người. Cho nên là cũng hên xui à, có khi ngon có khi không ngon. Đây thì là cũng mua mấy con cua. Đó. Mua mấy con cua. Cũng thích ăn cái con cua nhỏ này hơn là con cua bự. Đó. Nó vẫn còn bò luôn mọi người. Rồi đây là có ốc hương. Ốc hương nhiêu đây là 10 đô thì khoảng 200 ngàn nó như đó. Hôm nay là cũng có ốc gạo. Hôm nay là mình ốc gạo ha. Và cuối cùng đây là cũng mua một ít tôm. Không biết con gì nhưng mà thấy hồng hồng như ăn thử. Ok, bây giờ Phụng sẽ rửa và mình bắt đầu luộc nha. Đó, nước nó sôi mọi người. Thì Phụng bỏ vô một chút xíu gừng, một chút xíu chanh. Rồi xong Phụng bỏ ốc vô luộc. Cái này thì ốc không à, cho nên Phụng sẽ lấy một nước này luộc. Cái ốc này nó chín, Phụng vớt ra rồi Phụng bỏ cái ốc khác vô. Tại nó cũng là điều ốc thôi, cho nên Phụng sẽ luộc một nước này luộc. Sẽ luộc trong vòng 7 phút ha. Còn ở bên đây là cái nồi cua của Phụng ở bên đây. Đó. Cái cua này luộc thì mình không nên cho nhiều nước nha mọi người. Cho ít nước thôi để rửa nhỏ như vậy đó, mình luộc. Ok, thì trong khi chờ đợi luộc cái này thì mình sẽ quay qua mình làm nước chấm ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm nước chấm nha. Nước chấm thì Phụng sẽ cho một muỗng muối. Đó, muỗng lưng lưng thôi ha. Một muỗng muối. Một tí xíu nữa. Đó, một muỗng muối. Và một muỗng tiêu. Xíu bột ngọt, ai không thích trang bột ngọt thì bỏ ra ha. Nhưng mà cũng thấy cho cái xíu bột ngọt thì ra nó sẽ ngon hơn ha. Và một muỗng đường. Cho tí xíu đi. Và cuối cùng là mình sẽ cho một muỗng sữa ông thọ vào ha. Rồi Phụng sẽ cho hai trái ớt vào. Như bây giờ mình sẽ giã nó ra nha. Mình giã cho nó nhuyễn ra xong mình đổ nước chanh vô. Phụng thử rất là nhiều cách nước chấm nhưng mà Phụng thấy cái nước chấm này thì nó ăn ngon nhất. Quay. Đó, mọi người giã cho nó nhuyễn ra ha. Cho mỗi thứ nó nhuyễn ra hết. Okay.
Thì có một mình Phụng ăn thôi, cũng không có ai ăn nhiều, cho nên là Phụng cũng chỉ làm một tí xíu nước chấm ít thôi. Đó. Đó, Phụng đâm cái này ra thì là nó được bao nhiêu đây nè mọi người. Đó. Thì bây giờ Phụng sẽ cho một muỗng nước canh nữa, đây nước cốt chanh mà mới dắt ra ha. Cũng sẽ cho một muỗng nước cốt chanh vào. Đó, mọi người thấy có hấp dẫn không? Thì khi mà mình làm như vậy mình sẽ nêm nếm lại cho nó có vừa ăn chưa nha mọi người, tùy theo khẩu vị của mọi người khác nha. Mình thấy như vậy là rất là ngon à. Mỗi một cái cho một muỗng vậy mọi người. Thấy hơi thiếu một tí xíu nước chanh. Mình cho một tí xíu nước chanh vô nữa. Đó, như vậy là nước chấm của Phụng đã xong rồi mọi người. Đó, rất là ngon ha. Rồi bây giờ thì mình chỉ đem mấy cái ốc vào ra kia chuẩn bị ăn thôi. Hello mọi người, bây giờ thành phẩm của Phụng đã xong nha. Mời thấy cái nước chấm mà ngon không? Đó. À, ốc bên đây thì nó không được tươi mấy mọi người. Mà để ăn thử có ngon không? Bên đây nó là như vậy, nó bán đồ đông đá cho nên là mình phải chịu thôi, nó không như Việt Nam mà nó tươi ngon đâu ha. Cái này là lần đầu tiên Phụng ăn. Phụng thấy ở trên mấy cái chị, mấy cái người YouTube kia làm, nhưng mà Phụng thấy ăn nhiều lần mà Phụng chưa giờ Phụng mua ăn á. Cái dĩa ốc này thì thấy không ngon lắm, mà đều ăn thử rồi có ngon không nha mọi người. Thèm quá thì ăn thử rồi chứ không biết có ngon không. Cái này thì ăn cái này thiếu rượu ha. Phụng thì không có uống bia. Phụng tự thấy nước chấm à. Ngon mọi người. Làm mấy cái ốc này là cái nước chấm rất là quan trọng cho mọi người. Cái nước chấm mà không ngon là ăn không ngon ha. Phụng ra thử rất là nhiều cách nước chấm khác nhau, nhưng mà Phụng thấy là cái cách này là ăn chấm ngon nhất. Cái ốc gạo này là ăn được chứ không ngon mọi người. Tại vì thấy nó bị đứt nhiều, có cái đầu không, cái đông đá không ngon nhiều. Bây giờ mình thử gấp hương này nha. Ở Việt Nam mình thì có nhiều ốc, nhiều đồ tươi thì nó bao giờ cũng ngon hơn ở đây. Ở đây là đồ đông đá mà mọi người. Cái này nó tươi. Rồi bây giờ mình thấy con tôm này nhá. Cái con tôm này thôi, cũng thấy thôi chứ cũng chưa bao giờ mua hết. Mình cũng thấy nó không ngon rồi. Nó mềm xèo, mọi người thấy không? Nó lọt ra nó thịt nó nhầy vậy là không ngon rồi. Cũng thấy rồi chứ mình chưa bao giờ ăn thử, mà hôm nay mình ăn thử. Cái con tôm mà mở ra mà nó thịt này bị vậy là nó mềm á mọi người, là ăn không ngon.
không ngon mà những ngày không ngon, nó mềm quá. Tôm mà này dạng này nó đông đá cho nên nó bở đó, nên nó không ngon. Cũng là thích nhất ăn cái con cua này nè, cho dù nó nhỏ nhưng mà nó cái thịt nó cứng mọi người, mà Phụng hay thích ăn mấy cái ngoe nè, nó ngon. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái con tôm mập này nha. Thử con tôm mập này nó có ngon nha mọi người. Kéo mình cắt nó ra. Ok. Lấy kéo mình sẽ cắt nó ra nha. Thấy thì ngon mà không biết ăn có ngon không, mọi người ăn thử nha. Con tôm này thì là phải mua 15 đô nè mọi người. Đó. Phải mua hết bao nhiêu đây là 60 đô. 60 đô thì khoảng khoảng chắc 1,2 triệu ở Việt Nam mình đó ha. Bên đây mà mua một mâm này 60 đô thì là không có nhiều ha mọi người. Wow, thấy con tôm này nó mập nó ngon ha. Đó, bây giờ cũng muốn ăn thử coi nó ngon không nha. Con tôm này ngon mà, con tôm này dai ngon, cái con tôm này nó không ngon, nó mềm quá, còn cái thịt tôm này nó ngon. Come here. Trong mấy cái món này thì cũng thấy cái này là ốc hương với con ốc này ngon nhất. Mom. Yes. Open. Okay. Yes. Hi. Hi, xin chào. Mọi người. Con yếu mọi người lắm. Ok mọi người, bây giờ thì Phụng sẽ xin dừng clip tại đây nha. Phụng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái clip này. Và nếu thích thì cho Phụng xin một cái like và một cái đăng ký ủng hộ cho kênh nha. Phụng thì cũng mới làm thôi cho nên là Phụng cũng học hỏi rất là nhiều thứ. Một lần nữa thì Phụng xin cảm ơn tất cả mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người trong clip lần sau nha. Còn bây giờ thì Phụng xin chào tạm biệt. Chúc tất cả mọi người có một ngày tốt lành và luôn bình an trong cuộc sống nha. Nha. Say bye bye. Say bye bye mọi người. Bye bye, say bye bye mọi người. Con yêu mọi người. Thôi mọi người. Nhớ đăng ký ủng hộ mẹ con. Ok, bye bye mọi người. Xin chào tạm biệt nha.